trời. Xin chào các bạn, mình là Việt Hoàng. Năm nay mình 25 tuổi và màu ưa thích của mình đó chính là màu xanh, vì màu xanh tượng trưng cho hòa bình và hy vọng. Ngoài ra, mình còn thích du lịch và nấu ăn. Bên cạnh đó, câu châm ngôn sống của mình đó chính là: muốn khám phá những đại dương mới, bạn phải đủ dũng khí rời xa đất liền. Vì vậy, Việt Hoàng chúc cho tất cả những bạn diễn viên của OCTV sẽ có một ngày quay thử thách thật thành công. Như các bạn đã biết thì thử thách của chúng ta ngày hôm nay có rất là nhiều thử thách đang chờ đón các bạn. Và thử thách đầu tiên đó chính là ăn mì cay Hàn Quốc cấp độ 10. Và với thử thách này thì ở đây ekip đã chuẩn bị cho chúng ta sẵn một nồi mì như thế này. Và các bạn, thử thách và nhiệm vụ của các bạn là sẽ phải ăn một đũa. Và sau đó các bạn phải có một cái cảm giác thật là thoải mái, thật là tận hưởng món mì này. Và sau đó các bạn sẽ nói là mì cay cấp độ 10, vừa ăn vừa cười. Và bây giờ mời các bạn cùng xem Hoàng thị phạm cho các bạn nhé. Mì cay cấp độ 10, vừa ăn vừa cười. Và đây là thử thách thứ hai mà Việt Hoàng cũng như ekip dành tặng cho các bạn. Đó chính là các bạn sẽ phải thử món sinh tố mà ekip đã dành riêng cho tất cả chúng ta. Và theo như các bạn đã xem clip thì những nguyên liệu và thành phần thì cũng không được mấy dễ chịu. Và khi chúng ta trộn lẫn với nhau như vậy, nhưng mà nhiệm vụ của các bạn là gì? Là các bạn phải uống một ngụm nhỏ và sau đó phải cho được camera thấy là các bạn thật sự thích món uống này và cảm thấy thật thoải mái, thật tận hưởng. Và khi các bạn nhìn camera và ở đoạn cuối, các bạn sẽ nói tên của các bạn. Ví dụ như là Hoàng thì Hoàng sẽ nói là Hoàng đã thử, còn bạn thì sao? Và bây giờ thì Hoàng sẽ thị phạm cho các bạn xem nhé. Đã thử, còn bạn thì sao? Và thử thách tiếp theo thì ekip sẽ chuẩn bị cho các bạn một đoạn văn và yêu cầu các bạn sẽ phải đọc to rõ đoạn văn này chỉ bằng một làn hơi. Và sau khi mà các bạn đọc cảm thấy mình bị đuối hơi rồi thì khi mà các bạn đuối hơi thì sau đó các bạn sẽ nhìn camera và cười thật tươi nhé. Bây giờ Hoàng sẽ thị phạm cho các bạn xem. Ngày xưa có Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Hai chị em gần bằng tuổi nhau. Tấm là con vợ cả, Cám là con vợ lệ. Đọc lại, tắt 2, viết. Ngày xưa có Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Hai chị em gần bằng tuổi nhau. Tấm là con vợ cả, Cám là con vợ lẻ. Mẹ Tấm đã chết từ hồi Tấm còn bé. Sau đó mấy năm thì cha Tấm cũng chết. Tấm ở với dì ghẻ và đó là người rất cay nghiệt. Ngày qua ngày Tấm phải làm lụng luôn canh hết chăn trâu cánh nước đến thái khoai vớt bèo. Và thử thách cuối cùng đó chính là ekip sẽ bày ra những món vật trên bàn và các bạn sẽ chọn một món vật mà các bạn cảm thấy tự tin nhất để giới thiệu hoặc quảng bá. Và nhiệm vụ cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần nói thông tin về sản phẩm hay là món đồ vật đó với một phong thái thật tự tin nhất có thể. Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình hiện tại là một cục băng keo, không phải là băng keo thân bình thường như các bạn đã từng xem và từng sử dụng. Đây là một cục băng keo hiệu rất là đặc biệt, tên là Dun Ewok, được sản xuất tại Los Angeles. Một cục băng keo này rất là đặc biệt. Ngoài cái việc mà các bạn dán giấy tờ thì các bạn có thể dán được phi thuyền nè, dán được máy bay, xe đang chạy, cứ gãy các bạn cứ quấn vô thì nó sẽ là dính chặt. Và đặc biệt khi các bạn lạc trong rừng, đứng nhất là các bạn đi camping này nọ, lạc trong rừng các bạn có thể xé ra như vậy rất là dễ dàng và bỏ vô miệng ăn. Vị blueberry. Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món đồ rất là công nghệ, rất là high tech và rất là gần gũi với mọi người. Đó là giấy đa năng. Đây là một cái cuộn giấy xuất phát từ châu Phi và nó có tuổi đời rất là cao.
khoảng hơn ngàn năm tuổi. Công dụng của nó, thứ nhất là sưởi ấm cơ thể rất là dễ dàng. Cái thứ hai, nó là một cái có công nghệ nanotech rất là hay, có thể lau được tất cả những vật dụng và không cần một chút gì về nước tẩy rửa hay là vệ sinh khác. Cái thứ ba, các bạn khi mà đi toilet, các bạn suy nghĩ mình thiếu cái gì, đây là một cái loa bluetooth đó các bạn, nó sẽ giúp các bạn enjoy hơn. Kết. Ok, good. Sửa. Rồi. Và sau đó các bạn sẽ nói tên của các bạn và đọc câu slogan là: các bạn đã thử, còn Hoàng thì sao? Kết.